Rồi lại là em bên đồ cỏ Cần Thơ nha. Xin chào nhà mình đến với clip mới nhất của em hôm nay nha. Hôm nay là buổi tối cả nhà mình ha. Thì buổi tối giờ cho em mưa quá nên là em không có quay ngoài sân cho cả nhà mình xem được nha. Nên là lựa chọn một số sản phẩm ở trong trong nhà để quay gửi đến cả nhà mình trong một video buổi tối ngày hôm nay ha. Thì như thường lệ là cũng có rất là nhiều sản phẩm đẹp độc lạ để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Xem được thì các bạn đừng quên bấm like giùm em nha. Và nhớ đăng ký kênh giùm em để hàng ngày lên những sản phẩm thì các bạn cũng thể xem được nha. Đó, trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại sản phẩm sẽ xuất hiện trong video ngày hôm nay nha. Rồi, mã số 1 đầu tiên thì như thường lệ là có rất nhiều bạn hỏi cái lắc của con rồng này nè. Rồi, hôm nay em có về thêm được một sợ ha. Quay lên để gửi đến cả nhà mình nha. Đây là một cái lắc ke bạc xưa nha các anh em nha. Nguyên hình ảnh một con rồng. Đây nguyên một cái lắc tay ha. Cái này là tay lớn tay nhỏ gì đeo vẫn được vừa nha. Cái tay lớn thì mình chỉ quấu phía ngoài thôi. Đó, quấu phía ngoài như thế này. Còn các bạn nào mà cái tay nhỏ thì mình cho cái con rồng này há miệng ra nha. Mình cho nó nuốt vô trong một mắt hoặc là hai mắt gì đó để vừa cái tay mình đeo. Đó, tay lớn tay nhỏ gì đeo vẫn vừa hết nha. Lắc kê bạc xưa rất là đẹp cả nhà ha. Hình ảnh nguyên một con rồng như thế này nè. Đó. Rất là đáng để sưu tầm ha. Đây, mình cùng xem. Rất là đẹp nha. Ở đây là có đính hai viên đá màu xanh chỗ con mắt con rồng ha. Từng khớp nó liên kết lại với nhau nha. Tay lớn tay nhỏ gì đeo vẫn vừa hết. Mẫu này là mã số 1 có trong video hôm nay. Và như thường lệ con này cũng có giá giao luôn mình là 600.000 cả nhà nha. Một cái dây đeo lắc kê bạc xưa nha. 600.000 cho một cái lắc kê con rồng như thế này. Đây là mã số 1. Rồi mã số 2. Mã số 2 là bên em giới thiệu cả nhà mình một dòng bật lửa cực kỳ âm thanh cực kỳ hay nha. Đó là dòng bật lửa Roventa. Con này được mạ vàng nha. Con này được mạ vàng toàn thân cả nhà ha. Và âm thanh của nó thì cực kỳ phê, bao phê luôn ha. Đây mình sử dụng xăng đá em nha. Đó, Roventa mạ vàng toàn thân đi các anh em xem ha. Con này có giá giao luôn mình được 1.000.000 đồng các anh em nha. Đó, mạ vàng ha, mạ vàng toàn thân. Mình cầm nó bị dính vân tay thế nè. Ở trên này thì nó bỏ đá trên này nha. Bỏ đá trên này em ha. Và con này nó bỏ xăng ở dưới con ốc to ở dưới này. Đó, sử dụng xăng đá ha. Đây là mã số 2. Con này là 1.000.000 đồng cả nhà nha. Âm thanh cực kỳ phê. Ngoài mở nghe bon bon nha. Đó. Đây là mã số 2. Và mã số 3. Mã số 3 cũng là dòng mật lửa Roventa luôn. Con này là không có mạ vàng, đồng thô nha. Con này có giá giao luôn là 900.000. Âm thanh cũng cực kỳ phê nha. Dòng âm thanh cực kỳ phê nha. Bánh xe là quẹt ngang, toàn bộ nó bằng đồng thô nguyên khói hết. Đó. Con này âm thanh mở ra rất là vang nha. Đây là mã số 2, mã số 3. Con này có giá giao luôn là 900.000. 900.000 cả nhà nha. Đây quẹt ngang thế này ha, 900.000 nha. 900.000 giùm em ha. Đây là bật lửa mã số 3 có trong video hôm nay nha. Rồi mã số 4, mã số 4 là một con của Nhật. Con này là hàng trưng bày này cả nhà xem nha. Sử dụng xăng ha. Cái này là mình bỏ xăng vào con này là có sử dụng xăng này ha. Ổ ga chứ con này sử dụng ga nha. Đây cơ chế nó trong là giống như hình ảnh là một cái hình ảnh giống như là một cái chai rượu này. Đó. Cái này là sử dụng ga của Nhật khoảng thập niên 60 nha, sử dụng ga. Đây con này thì cả nhà xem nha. Rất là đẹp ha. Đó, mình bật lên là trái rồi, con này là sử dụng ga em nha. Hàng trưng bày. Đây rất là đẹp nha, tình trạng này, ở trong này cái chai rượu còn nước trong này luôn ha. Được thiết kế trong này như thế này nè, con này có giá giao luôn với mình ha. Con này 1.000.000 đồng giùm em nha. Đó, hàng của Nhật ha. Cái này trưng bày cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 thì hôm nay còn được một cái đồng hồ con gà nè. Mã số 5 là một cái đồng hồ báo thức con gà huyền thoại nha. Đây mình xem ha. Mở gà này mà lên có cho mình xem. Đó, gèo rất là vang nha. Phía sau là có chỗ lên một cái lên có chuông, một cái lên có giờ ha. Đồng hồ nó hoạt động nè. Đó, con này có giá giao luôn mình cả nhà mình 500.000 thôi nha. 500.000 giùm em ha. Đây là mã số 5. Rồi mã số 6 ha. Mã số 6 là một cặp kèn thí nghèo. Kèn ke mút, kèn xe đạp. Bóp là nghe thí nghèo nè. Rồi, hoặc là ke mút nha. Đó, một cặp như thế này ha. Một cặp như thế này bên em giao lưu với mình là 600.000 thôi nha các nhà nha. 600.000 ha, cho mã số 6. Mã số 6 có trong video của chị Tối ngày hôm nay nha. Mã số 6 ha.
Đó, một cặp kèn khuyến heo, kèn kèn mút, kèn xe đạp, mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 trong video hôm nay thì bên em có được một cái bài ngủi, tất cả đều full đồng hết. Con này thì ngoài thì quá đẹp cho con này, như thế này ha. Đây mình cùng xem nha, bài ngủi đặc biệt những con này là cán nó bằng đồng luôn nha cả nhà nha. Cán bằng đồng luôn ha. Và trọng lượng nó nặng là khoảng 5 kg em nha. 5 kg ha. Mẫu này là mẫu đặc biệt, rất là đặc biệt, có chỗ là cái cán nó bằng đồng luôn. Đây mình cùng xem ha. Hai bên là hai con gà nổi này. Rồi ở trong ha, ở trong là chưa có, chỉ có vệ sinh phía ngoài thôi. Mẫu này nó 51882. Đây cả nhà xem ha. Đó, 1882 nha. Và con này thì hôm nay là có giá giao lưu với mình. Đây mình cũng xem ha. Con này có giá giao lưu với con này bên em có giá giao lưu với mình là 2.700.000. 2.700.000 cho con này ha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ha. Mã số 8 là một cái cũng là một cái bàn ủi luôn nha. Bàn ủi này chiều cao ha. Đó, chiều cao tổng thể là 22, rồi bề ngang. Bề ngang là khoảng 23. Đó, con này đặc biệt là hai bên này 2 4 6 8 9 lỗ nha. Bộn pháp. Đó, quay một vòng cho mình xem ha. Tổng trọng lượng là khoảng gần 5 kg rưỡi, gần 6 kg cho con này luôn. Mẫu này là mẫu năm 1890. Đây mình cùng xem ha, 1890 nó có hiện trên con gà với phía trong luôn nha. Mẫu này có giá giao lưu mình 2.700.000 luôn nha anh em ha. 2.700.000 cho cái này luôn nha. Đó, các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. 2.700.000. Rồi, đây là mã số 8. Là mã số 9. Mã số 9 là một cái ấn rất là to. Đây. Một cái ấn này rất là to ha. Ấn nhất lòng. Đây, ấn to ha. Rồi cái này tổng trọng lượng là nó rơi vào khoảng 2.2 kg em nha. Và chiều cao ha, chiều cao tổng thể là khoảng là 23. Rồi bề ngang ha, bề ngang là 9 cm. Và một cái ấn nhất lòng to như thế này. Hôm nay là có giá giao lưu với mình. Cái ấn này. Đây cả nhà xem ha, ấn to nha. Ấn này là có giá giao lưu với mình là 1.600.000 ha, cho một cái ấn to ngày hôm nay. Đây là mã số 9. Và mã số 10 là một cái ấn nha. Mã số 10 trong ngày hôm nay. Mã số 10 là một cái ấn rồng ha. Ấn rồng như ý. Đây mình xem nha, một cái ấn rồng như ý ha. Tổng trọng lượng là khoảng 2 kg và chiều cao ha. Chiều cao tổng thể là 18. Rồi đường kính ngang này. Rồi đường kính ngang là khoảng 10 cm. Và cái này thì hôm nay là có giá giao lưu với mình một cái ấn rồng như ý như thế này ha. Đó, ấn rồng như ý ha. Cái này thì hôm nay là có giá giao lưu với mình là 1.400.000. 1.400.000 ha. Cho một cái ấn rồng như ý. Đây là mã số 11. Hôm nay là mã số 10 cả nhà ha, mã số 10 nha. Rồi 11. 11 là cặp tỳ hưu. Cặp tỳ hưu to nha. Một cặp tỳ hưu rất là to. Đây mình cùng xem ha. Tỳ hưu trước ngực là nó có cái chữ này. Đó, tổng trọng lượng là khoảng 4 kg mềm cặp tỳ hưu này ha. Quay một vòng cho mình xem nha. Và cặp tỳ hưu này thì hôm nay là có giá giao lưu mình là 2.200.000 nha. 2.200.000 cho cặp tỳ hưu ha. Chiều cao tổng thể là khoảng là 17 cm. Rồi bề ngang. Bề ngang quay cho mình xem ha. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 20 27. Đây cặp tỳ hưu ha. Rất là đẹp nha, 2.200.000. 2.200.000 cho cặp tỳ hưu như thế này. Trước ngực có hai chữ này. Ở đây là mã số 11. Rồi 12. 12 là một cái dĩa nai tài lộc nha. Đó, 12 là một cái dĩa con nai ha. Con nai được gấp nổi phía ngoài bằng đồng. Và tổng trọng lượng của cái này tầm khoảng ký thôi cả nhà nha. Và được kính dĩa tầm khoảng là 9 cm. Một cái dĩa nai chất lượng đồng, bằng đồng cũ ha. Và cái này hôm nay có giá giao lưu 1.200.000 nha, cho cái dĩa nai. Nai tài lộc ha, một cái dĩa nai. Đây là mã số 12. Rồi 13. 13, 13 của ngày hôm nay. 13 là một cái đỉnh nghê. Đó, cái đỉnh này đẹp nhất là chỗ con nghê nó chổng cái đuôi lên trời nè. Mình xem ha. Đó, tổng trọng lượng là tầm khoảng là 1.8 kg. Và chiều cao của cái này rơi vào khoảng là 23. Một cái đỉnh nghe trẻ ha, chất lượng đồng. Đây đỉnh nghe trẻ. Và cái đỉnh này hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình ha. Cái đỉnh nghe như thế này là 1.800.000 nha. Bên em cũng hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đặc biệt là con nghe ở trên cái nhà mình thấy nè. Quá đẹp cho cái đỉnh này luôn ha. Ở đây là mã số 13. Rồi 14 là một cái đỉnh luôn.
thập lân, trên đây là có 10 con lân. Đây mình xem ha, một cái đỉnh thập lân nha, 10 con lân trên đây đó, rất là đẹp ha, 10 con lân trên đây, một con, hai, ba nè, trước hai con, phía sau là hai con ha, ba cái con đưa đầu xuống dưới. Đỉnh này tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg và chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang ha, bề ngang là 10-15 và có giá giao luôn cả nhà mình một cái đỉnh như thế này ha, có một cái đỉnh như thế này, có giá giao luôn 1,4 triệu nha, 1,4 triệu giùm em ha, 1,4 triệu cho mã số 14 rồi 15 là một cái đỉnh, cũng là một cái đỉnh nữa. Đây là một cái đỉnh này, cái đỉnh này là một cái đỉnh tam long tam gồng nha, và dưới là nảnh ba cái đầu con voi, về trọng lượng là tầm khoảng 1,8 kg em ha, và chiều cao 20 cm, bề ngang ha, bề ngang là 22 đó, chất liệu vận động cả nhà ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như thế này đó, một đỉnh tam long ha, tam long có giá giao lưu mình 1,800,000 nha, 1,800,000 cho một cái đỉnh tam long của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 15 và tiếp theo mã số 16 là một cái song trầm ha, mã số 16 là một cái song trầm hồ lô treo, đây mình cùng xem ha, mã số 16 là một cái song trầm hồ lô treo nha, ở trên là con gồng, có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 23 rồi bị ngang ha, bị ngang là 17 và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh song trầm hồ lô treo như thế này ha, đó là 1,2 triệu thôi nghe các anh em nha, chất liệu vận động ha, 1,2 triệu cho cái mẫu này. Đây là mã số 16 và cuối cùng mã số 17 trong video hôm nay là một cái đỉnh song trầm sen đó, một cái đỉnh song trầm sen ha, và cái này có giá giao lưu với nhà cũng 1,2 triệu luôn nha, chất liệu vận động giùm em ha, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 26 này, bề ngang đế tầm khoảng là 18 cm. Và đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Rồi xin chào và hẹn lại các nhà vào những video tiếp theo ha. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh với em luôn nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.